trở lại với Nguyễn Phúc Mượn Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài đó chính là She's Coming Out of Mountain. Nếu các bạn thích video này hãy bấm like, bấm share, bấm đăng ký, bấm nhấn chuông và chia sẻ. Nào, tôi chuẩn bị hát. Tôi để một bài bài hát này. 1, 2, 3. She's been coming out of the motel. When she come, when she come, when she coming out of the motel. When she come, when she come, when she coming out of the motel. When she coming out of the motel. When she coming out of the motel. When she come, when she come, she been coming out of the motel. When she come, when she come, when she come.